đoạn là đoạn đường nhựa. Đoạn đường nhựa này là sẽ đi vào trong kia, là chúng ta sẽ đến được cái điểm cực bắc. Chúng ta sẽ đến được cái điểm cực bắc của Lũng Cú. Điểm cực bắc của Lũng Cú là các bạn phải đi đường này, còn cột cờ Lũng Cú các bạn chưa phải là điểm cực bắc của cột cờ nữa. Đường nhựa này chúng ta sẽ đi tầm khoảng 4 km các bạn, 4 km. Trên kia các bạn, làng Lô Lô Chải. Anh ơi, cho em hỏi là điểm cực bắc có phải đi đường này không nhở? À dạ vâng, em cảm ơn ạ. Còn đi khoảng bao nhiêu cây nữa anh? À 3 cây, vâng vâng. Em cảm ơn nhé anh. Đây. Đúng rồi, cái đoạn đường này là đi điểm cực bắc thôi. Còn 3 cây nữa. Còn 3 cây số đi cũng sẽ đường này. Ở đây là địa phận giáp danh với Trung Quốc rồi các bạn nhé. Vành đai biên giới bạn thấy chưa?
được rồi. Đây là cột mốc 422. Wow, những cái tảng đá này to chưa? Qua xem này, cái dưới này này. Đường này sao đi xe được? Đoạn này không đi xe được các bạn ạ. Mình sẽ quay lại. Đó. À, không hiểu á. Nhưng mà có một cái sông phải không? Vâng vâng, em cảm ơn nhé. Đúng là cái đường này vào, nhưng mà lúc nãy mình sẽ qua bên kia đấy. Bên kia này có một cái sông. Bên kia sông này cũng luôn. Đấy, đây có đường bê tông. Khi vào đây ấy, khoảng 2 cây. Khoảng 2 cây các bạn rẽ bên tay phải. Các bạn không đi qua đường nữa, vào bên kia nữa. Bên kia là đường biên. Bên kia là đường biên. Đó, nhìn nó rất là đẹp các bạn ạ. Cao lắm, cái này đây sông. Bên kia sông là Trung Quốc, bên này là Việt Nam. Đó, mình xem những cái đồi núi đá bên kia là Trung Quốc, bên này là Việt Nam. Được chưa các bạn? Xe mây mờ bay này, những chân mây bay lung tung.